chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Crane đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video Minecraft của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn cũng đừng quên lắp vào cái chuông để cập nhật những video mới từ kênh của mình luôn nha. Sao tôi đang chào mà tôi nghe cái tiếng gì mà toàn là tiếng tiếng mở bánh không các bạn? Mình toàn nghe cái tiếng gì mở bánh không mà trời đất ơi, ồn quá. Đây bây giờ là tiếng mở nước kìa. Ủa cái nước á? Không, tôi lại đem hết nước rồi chị ơi. Cái cảm giác gọi là em để nước trong tủ lạnh nhưng mà lâu lâu thì lại có siro nè, lâu lâu lại có phong qua lấy một chai, giờ nó cũng hết rồi, trời đất ơi. Cái siêu thị gì đó. Riết mình không dám gọi là mua đồ ăn mà để trong phòng luôn. Đó đó đó, mình mua đồ ăn xong bây giờ lại lút nè, thấy chưa? Trời đất ơi. Ok các bạn ơi, thì chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video Minecraft nữa. Và như các bạn có thể thấy được, hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với một cái video bắt cua. Nhưng mà hôm nay như các bạn có thể thấy là mình đã mời gọi là Camui cũng như là Sammy TG vô trong đây để bắt cua cùng với mình. Các bạn biết thử thách của chúng ta là gì không? Nếu chúng ta bắt ngoài sống thần. Đúng rồi. Ui nhờ, sao em không nghĩ cái ý tưởng đó nhờ. Ê, có khi nào mà xíu nữa sóng thần luôn bay lên ngập cả Liên Minh Hồng này không? Ơi, cái đó thì hơi, cái đó thì tôi thấy nó hơi quá đó các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay á là các bạn có thể thấy được là mình mời Camui với Sammy vô là lý do bởi vì là mình muốn hôm nay có một cái sự kết hợp giữa bộ ba thảm họa các bạn à. Nhưng mà hôm nay thì không chơi sóng thần đâu, hôm nay chúng ta chơi bắt cua. Nhưng mà sẽ gọi là bắt cua té một mạng thì sẽ bị ăn đánh một cái nha các bạn. Hôm trước là chỉ gọi là chơi bún chén nhẹ thôi, cái đó nó quá là nhẹ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có một cái loại vũ khí mới nữa. Sam, em lấy cái chai nước kia, còn chị lấy cái này. Cai là người nhảy, cai mà té là ăn đập. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cái này đánh là cũng hơi đau đó các bạn ơi. Rồi cái này đánh là cũng đau lắm đó chứ không phải là giỡn đâu các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là vào thử thách thôi nhá. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên lại cho mình một nút like, share và nút subscribe nha. Còn bây giờ đi, bắt đầu video thôi nào. Let's go. Ok, thì mình cũng đã lựa một cái con map thì nó cũng gọi là khá là dễ các bạn à. Và cái con map này là mình chưa chơi qua nhưng mà mình biết được là nó khá là dễ cho nên là mình bánh kem kìa, đẹp nhở. Đúng rồi, chúng ta sẽ gọi là bắt cua vòng quanh cái bánh kem này nè các bạn ơi. Sắp tới là tới sinh nhật của ai mọi người. Nói chung là cái sinh nhật mà gần nhất là có một thành viên nào không mọi người? Đúng rồi, có một phía dưới. Có một người gần nhất đi. Sinh nhật em đúng không? Sinh nhật em 2 tháng 10 nè, đúng không? Đúng không? Yeah. Sinh nhật Siro. Ê, từ từ, bình tĩnh. Cho mình chuẩn bị tâm lý rồi các bạn. Rồi, chị sẽ đến 1, 3 thì đánh nhá. Ok. Ok, 3. Ui. Ủa? Lừa quá. Ồ, quên, chị phải đánh em chứ. Ủa, có hả? Chị từng một người đánh. Hai người đánh. Ôi, trời. Ủa, sao nãy là cái cây cái đánh nhìn giòn không chị? Cây này nó cứng lắm. Nó hư. Cầm cái này mà đánh vô đầu thì... Cái thương sọ khỉ luôn mọi người. Cũng hơi giòn đấy. Chơi đi chị. Nghe kìa. Wow. Nó bé quá, bạo lực quá. Nope. Đánh đi bà. Ủa đây rồi hả? Đánh rồi. Ồ đấy rồi, đấy rồi. Trời đất ơi. Chị tốt bụng chứ. Ok. Tí nữa cái đó đánh chị lúng đầu rồi đó, tốt bụng. Bây giờ chúng ta đến với người bắt cua tiếp theo. Coi sẵn sàng không nào? Không. Ủa không lẽ cứ để cho em. Đây, chúng ta đến với gọi là một cao thủ tiếp theo, đó chính là Sammy TG nha các bạn ơi. Mình là bắt cua nhiều lắm tại vì mình bắt cua nhà tù mọi người. Nghe. Đây là nghề, đây cũng là nghề của Sammy mà. Ơi, ghê quá, ghê quá. Hay quá. Sao nó lại đây cho chị bảo. Từ từ. Để nha. Chị đánh cái rất nhẹ, chị đánh em phải cực kỳ nhẹ rồi em thân duy nhất nha. Rất thân. Cái này thì liên quan gì đến thân hay không thân? Nhưng mà em thân chị hơn. Đó, chị phải đánh cho nhẹ hơn. Đúng rồi. Có. Chị không biết nhỉ? Gần, môi. Mình gần nha. Trong cuộc chơi mình gần này. Phòng mà mua nhất luôn á. Em chuyện tình cảm vào đây. Đúng. Ôi mạnh hơn. Mạnh hơn vậy. Không muốn gì nữa. Sao rồi? Ôi. Em. Nói. Ủa gì kì vậy? Thương chị. Lúc nãy em muốn sao hay là em muốn đúng rồi, nó phải như vậy đó. Ok, xin lỗi chị sẽ đánh em như thế. Trời ơi, Camui đánh rồi mình không nghe tiếng động luôn các bạn ơi. Đây bây giờ. Bây giờ đánh là nó phải. Đau quá. Như thế này. Ủa, okay. Thôi em cũng đánh hơi nhẹ chứ. Nói người khác sao mà xong rồi mình đánh nhẹ rồi nói làm chi. Thôi, nói chung là bây giờ chúng ta sẽ đến với một cao thủ tiếp theo nữa. Đệ tử Siro đến đây. Để ngồi dịch ra xíu. Ngồi dịch ra. Đó.
Đấy, nghiêng qua bên đấy mọi người, nghiêng qua bên. Biết sao không? Thật ra ngồi dịch ra nhưng coi như không dịch ra ấy. Ừ đúng rồi. Cái đó chỉ có chỗ này thôi à. Mình sẽ hạ cái này xuống. Rồi. À đấy, 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 đấy. Đấy, hợp lý giờ. Nhảy trong này đúng không? Đúng. Đúng rồi. Cái chuột không kéo được đúng không? Ok. Đúng rồi. Đấy. Ây. Cái này chắc chắn mình rõ ràng bấm nhảy rồi nhưng nó không nhảy. Chắc chắn ta nó nhảy rồi. Cái bàn phím này chắc chắn luôn. Rồi, đây, chúng ta sẽ đến với gọi là chị đánh em nhẹ mà. Đây là việc của chị. Đó là gì của chị. Còn bây giờ em kêu chị vô đây tham gia trò chơi, có nghĩa là chúng ta phải chơi một cách rất là nhiệt liệt. Chơi nó phải gọi là máu đấy. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến với 3 rồi các bạn ơi. 1 u đầu luôn. 2 Chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Này đánh cũng hơi đau thiệt. Em nói rồi. Mình hết từ này á. Rồi tới Sam nè, Sam ra tay đi Sam. Em nhẹ nhàng như thế đó này nè. Đó, mấy yêu thương vậy đó. Một chị em, đấy mới là chị em nha. Ok. Ba cây hả? Ui, mình cảm giác cũng hơi run run các bạn, tại vì mình lỡ gây thù với. Bây giờ cay mình đánh nó. Nó lúng một lỗ rồi, lúng là đau vô luôn rồi. Cái này mà đập cầu, đập cái chỗ cầu này là xuống nó xong rồi, kéo chảy máu chứ không phải là bình thường. Cái nước. Nhảy đi. Trời ơi, em nghĩ em nhảy được sao? Chị rớt mà em nghĩ em nhảy được sao em? Ê, chỗ này bị lỗi sao? Cái đoạn này khó gì đó. Từ từ đây, tôi dậy lại cho các bạn coi nè. Mình thấy cảm giác bị lỗi sao? Ừ, không có đủ lắc thì sao ấy. Này, để đây, để đấy, để tôi thể hiện cho nè. Đâu? Ủa sao tôi thấy vậy khó quá ta, đoạn này khó bên chuối các bạn ơi. Không đủ lắc chị ơi. Không tính, cái đấy là đang thể hiện. Cái con chôn kẹt nè. Hèn chi. Trời kẹt. Ủa sao này kẹt nút rồi, kẹt nút các bạn ơi. Đây, rồi, lại các bạn ơi. Không, bây giờ mới bị kẹt, chứ còn trước đấy là không bị kẹt. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ coi Camui thể hiện cái đoạn này như thế nào. Thấy chưa? Lúc nãy là nhảy qua được nha. Chứ không phải là không nhảy qua được nha. Tại đằng sau là chị thả. Cũng đỉnh đấy. Nên là nói chung là em sẽ bị ăn đánh bởi. Cây này hơi cây này hơi quá mày ơi. Chị ơi. Ôi, cho em trước. Ok, mình không có quay thử giờ mình đánh vừa thôi. Đó, đánh vừa. Đó. Đây, mình phải nâng cách rất là từ tốn. Mời chị. Mình lỡ gây thù chú quán với Mùi các bạn ơi. Thật ra là lúc nãy chị đánh em rất là nhẹ nhàng á. Vâng. Bắn xuống cái đầu á. Giờ từ chị tìm cái chỗ nào mà nó mềm mềm chứ. Đây là cái não này, đánh bằng não luôn không chị? Chỗ này có đau không em? Có đau không? Không, đau gì đâu. Không, chưa đau đúng không? Ôi. Nhẹ vậy. Lần sau thì giờ em để mình đánh cho. Ây da. Ủa chị đã đánh ngay. Trời ơi, chơi hai vụ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với gọi là cao thủ Sammy TV. Anh em bị lỗi sao á, khỏi nhảy em nha. Nhảy được. Không, bên nhảy này được. Bên này rồi. Bên ngơ coi bên đúng này. Đúng rồi. Trời ơi, khè luôn á. Không, thật ra là nhảy được nha, nhưng mà cái này là nó cũng yêu cầu kỹ năng. Qua mà, qua mà thấy quá vội quá. Vội quá. Rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đến với lượt của chị Camui. Ủa, phải không ta? Ủa em hả? Em tính ngươi qua lượt hả em? Ủa là tới em hả? Oh my god. Đúng rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lại nhá. Có mặt đúng cái đoạn này nãy giờ tụi tôi chưa qua được các bạn ơi. Đứng rồi vừa thôi. Đó rồi, dừng lui. Ghê quá. Dừng chuyên. Đó. Ghê quá. Xì làm. Dừng ghê chuyên. Ghê quá, trời ơi, đấy lại bà không nhảy được đi. Đó, dừng lui. Cũng tốn là được mọi người. Ok, cái đoạn này là cũng... Ghê quá. Ui. Nhảy liên tục em ơi, sợ gì trời. Tôi xin cái vũ khí nhỉ. Tôi xin cái chày nè. Chày. Ai ôi giời ơi. Đau quá. Mà chán luôn mọi người ơi. Bây giờ cái này cú này không phải chị đánh cưng mà là chị trả thù cho Mui cái cú này nhá. Đó, ủa là vẫn ô, nhưng chị mà em vẫn, tôi đó mọi người vẫn, đánh là mình phải như này nhưng mà vẫn là Sam mà. Không đâu, mình đánh là mình phải này mọi người. Đó mình này. Đó, nè. Phải sẵn tay lên. Sẵn tay lên xong mình lựa chỗ nào, nó lựa cái đầu chỗ nào. Ơi cho nó mềm ta. Chị nghĩ cái mặt là được rồi.
đầu mà đúng không? Đầu á, đầu bên nào ta? Đầu. Đây nè, cái mặt đây đâu, nè. Ba, đâu hướng ta? Trước đâu. Đây nè. Ờ, chưa đó. Em sao giống vậy? Lấy đánh em nghĩ đánh này là chị. Đó. Ê hay đánh bóng chày ra. Đó. Bóp vô cái. Đây để chị giữ đầu thôi, đầu khỏi lúc này. Ok. Trời ơi đánh đi, trời ơi. Rồi. 2 3. Ôi trời ơi. Cái này không biết gì hết trơn nha. Đó. Trời ơi mấy bạn đánh tôi như kiểu đánh bóng chày vậy. Đâu. Nghe là mua nè. Thể hiện. Sao? Mẹ là sao trả thù mua nha. Ủa, cái này phải nhảy lại chỗ này hả? Đúng rồi, chạy dài lắm. Tôi tính ra từ nãy rồi đánh bao nhiêu phát. Thôi bây giờ chúng ta bắt qua được không? Bắt qua đi, bây giờ mình chơi cái phát 1 mình bắt ra cái đạn này chứ đi. Cái gì ra? Thôi mua bắt cua qua. Nhanh ngay. Ngay luôn, để nhớ. Rồi có checkpoint ngay đây nè. Có lên trên được không? Chỗ này, chỗ khác được không? Chỗ khác đi lên trên cao được không? Lên màu khác đi, màu khác. Ờ các bạn cũng biết được là bắt cua. Ví dụ như là chỗ này hay là muốn chỗ này, chỗ này. Chỗ này xong vẫn thấy nó. Thôi lên trên đi, lên trên cao luôn, quanh kia. Trời ơi nó cao quá nè. Đây màu khác đây rồi, màu khác đây rồi. Nếu mà bạn nào không biết thì nếu mà trong video của chúng ta có siro thì mình nghĩ là câu chuyện nó sẽ dễ dàng hơn nhưng mà. Đây. Trời ơi mua bắt cua xịn quá à. Chị ca mui đỉnh quá, đỉnh cao quá. Ca mui mà, trời ơi bắt cua phát. Rồi bây giờ tới chị nè. Ok. Ok, vô này nhìn ca mui một phát ăn ngay nè. Đấy. Đấy. Cái này đi đâu vậy? Bên kia. Đó đúng rồi, đi đó là đúng rồi, chính xác. Ôi trời ơi, dễ quá trời ơi. Trời ơi. Trời game nó dễ quá trời. Mà nó cái bắt cua là vàng. Này thì chỉ cần ngồi với môi yeah chốt thôi yeah. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với nạn nhân tiếp theo. Cái bóng chày này. Hình như mình nhớ là Sam có cái cây gậy bóng chày các bạn ơi. Nặng lắm mọi người. Cái cây nó bằng sắt đó các bạn, cây nó 2-3 kg á. Đánh nhanh lên, trời nó nhảy mắt từ nãy giờ rồi. Đánh cái là đăng xuất khỏi thế giới luôn á, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta sẽ chơi bằng gậy này thôi. Sao nắm vậy tóc người ta như thế? Không ngại đến làm vậy? Không, tôi đang gọi là nâng niu. Tôi đang nâng niu tóc. Cái đầu cái tóc. Cái rửa tay vậy? Rửa tay rồi. Ok. Tóc tôi mới tắm rồi. Sợ lắm. Nhanh lên trời. Ok, sống. Ăn ngọn lại đó. Trời, chị em mình còn sao đây? Sao đây? Chỉ có cay mới sợ thôi nha. Nãy giờ mình thấy hai bà này đánh nhẹ quá ta. Gì đâu. Bọn chị đánh mạnh mà. Ủa ngay giờ tới ai vậy? Sam. Đây Sam. Trời ơi, chưa kịp ăn luôn mọi người. Trời ơi, chị đánh mấy ngàn. Anh với tôi lên đây quay video mà ăn của tao hoài. Ôi, em đang tạo điểm nhấn. Quay xong rồi ăn sau. Rồi ok. Trời đánh chán bữa ăn mà các bạn. Mình cũng muốn giống mui. Rồi, nào, thử nào. Ghê quá. Ê. Ghê quá, ghê quá. Đúng rồi. Mình chơi cái này là mình phải thể hiện lên rồi thang nha ê từ nha, đợi này từ nha thang này nè, đúng rồi ok nhảy sang bên thang bên kia à. Ui rồi ôi đỉnh 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 nhảy lên cái hôm này như em phải xuống ra, em phải dịch ra để cho người nó ra đấy hả, ra một tí bám vào dịch ra nữa xong rồi em vào bám vào thang đấy đúng rồi giỏi quá em ơi. Cái này nhảy sao nè, qua đây đúng rồi, chỉ có qua đó thôi, chỉ có qua đó thôi. Từ từ một phải chui xuống, phải chui xuống. Từ từ chui được không? Từ từ. Không chui được đâu. Nhảy qua được không? Giờ ship này nhảy qua được. Không nhảy đâu, em phải lên chân cùng. Sau đó thì em kiểu tiến chạy á, em chạy ra nha, đừng nhảy nha, nhảy nó thụt á. Là chị tiến thôi hả? Nếu chị không nhầm. Ừ, nếu mà chị nhầm thì thôi, cho chị xin lỗi. Đúng rồi. Cái này chắc phải chị qua nhờ. Ừ, nhảy nó không được đâu, nhảy nó bị thụt á. Ok. Không, chị cũng không biết lần này làm sao ấy. Trời ơi, quá là non luôn cái đoạn này. Giờ để tôi chơi. Ờ, quên. Rồi, đánh đã. Không, chúng ta phải thay đổi vũ khí nha. Gì mà. Ủa, gì vậy? Không, chị tốt bụng mà. Cái này là bóng, trời ơi. Ôi trời ơi, bây giờ chúng ta thay đổi vũ khí các bạn ơi. Bây giờ, sao đâu, khách nhìn đây. Cái mặt này. Không sao các bạn, cái này. Cái mặt mình bị tròi, mua bảo u cái màn hình, còn mặt mình kệ. Ok. Mình thấy ca mua đổi cái vũ khí này cũng thú vị đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ không, từ từ. Tôi có cái này hay hơn nè. Có gì. Ôi, bánh xe mất. Oh my god. No. Editor nhớ cho Sam bánh xe. No. Ôi god. Sam. Sam.
video ngày hôm nay. Rồi, nói chung là thật ra thì video ngày hôm nay là Camui đã chiếm lĩnh phòng cai nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ trình diễn kỹ năng gọi là nãy giờ là mình bị ngồi lệch á nên là nó không thể hiện được thôi. Bây giờ mình sẽ thể hiện cho mọi người coi một phát ăn ngay đấy, thấy không? Nói chung là đấy đấy đấy. Trời ơi. Ủa khoan, hình như tôi nghe hề tiếng cạp cạp của Sam ấy sao? Sam ơi đừng cạp nữa Sam. Ok, đấy. Trình diễn. Vậy. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Có gì đâu. Sam ơi. Biến mất bà đây. Bây giờ mình sẽ cho Camui biến vô. 3, 2, 1. Yeah. Ok các bạn ơi, và bây giờ Camui đã biến mất rồi. Bây giờ tới lượt của mình nè. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là nhảy chuyên nghiệp cho các bạn coi. Hồi nãy là cái đoạn này là Sammy với là Camui không qua được. Giờ nãy nhìn dân chuyên nghiệp nhảy nó phải khác. Dân chuyên nghiệp nè. Lẹ quá trời luôn. Trời ơi. Mà lên gì ơi. Rồi sao? Cái đầu mình u luôn các bạn ơi. Cái bên đây. Bây giờ bình thường là Cairo như thế này, sau xíu nữa khi mà đánh nhiều quá Cairo sẽ như thế này. Lủng hả? Ờ là lủng đấy. Tức là cái đầu bẹp bẹp đó các bạn. Nhớ không? Trong cái skin của Iron đầu anh bị bẹp phải không? Rồi ok. Nói chung là bây giờ là thử thách này là tôi với Mùi cũng không qua được rồi. Bây giờ Sam qua được không nhỉ? Sam nãy cũng dùng mà. Rồi ok. Đây bây giờ chúng ta sẽ đến với bà mới. Coi như là các bạn không thấy gì nha. Tới Sam các bạn ơi. Đây bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gọi là đến với Sammy TV. Ok. Mình sẽ chơi thử nhá. À không, đứng ngược lại. Okay. Rồi. Rồi. Từ từ. Nhiều quá ta. Trời ơi, chạy 3 bước đó. Trời ơi. Ui dèo ơi. Ui, bắn chạy rồi. Ủa sao? Ok, Mui ơi, bây giờ mình phải đi kiếm Sammy thôi. Không thể nào mà để cho bà gọi là trốn vậy được. Em phải cầm sẵn như này đó. Cầm sẵn bây giờ đi tìm. Chắc chắn là Sammy ở ngoài cửa ơi, làm gì đi được. Đúng. Ok, bây giờ phải đi kiếm. Đấy, các bạn thấy không? Mình cầm nguyên cái cây que này nè. Sam ơi. Ê, có khi nào Sam chạy vào phòng phong không? Bây giờ là phòng vịt này kia này. Phòng rô ở bên này phải. Đúng. Chắc là Sam không chạy, chỉ có chạy vào phòng phong. Nếu mà chạy thì chỉ có chạy qua đối diện thôi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ qua. Đấy, ấn chuông nha. Để bấm chuông không được. Phong ơi. Vô luôn chị ơi. Phong không có phòng, đứng Sam vào thẳng là chắc. Để coi coi bà trốn ở đâu đây. Ôi dồi các bạn ơi, thấy không? Phong ơi, Phong ở đây, Phong ơi. Bật đèn lên đã các bạn ơi, từ từ bây giờ tôi sẽ phải bật đèn lên. Đấy, bật đèn lên nè. Sau khi mà mở đèn lên phòng, ui à không, cái này không phải là chuyến đi tham quan phòng các bạn. Bây giờ mình đang đi kiếm Sam mà. Sam ơi. Trong này chắc chắn rồi, không biết nào tiếng mở đèn gì được. Có không? Không có hả? Có mấy quần áo không? Đâu nhỉ? Ở dưới đây có không? Không có dưới đây luôn. Đâu ta? Đứng sau con này. Không có, nhìn phê biết luôn mà. Còn chỗ nào hay là bây giờ Sam đang núp ở trong đây ta? Bây giờ Camu sẽ cọc mình. Sam đang đứng như này, Sam đang đứng như này. Không có đâu, thấy luôn á. Có thấy không? Em có thấy không? Không thấy luôn. Không thấy chỗ nào luôn á. Lạ thứ vậy? Lạ thiệt luôn á. Hay là ngồi máy phong xíu nào? Ngồi máy phong xíu đi. Ui, ngồi ghế tích cực đúng là ghế. Ghế xịn chị ơi. Ủa? Em? Ủa? Em ơi! Bạn gì ơi? Bạn chạy đâu? Ủa bạn gì ơi? Sao bạn tự nhiên bạn đâu ra bạn trốn dưới đây ấy nhờ? Em gái không cần. Ủa vậy hả? Trời ơi mình cũng cho mình trốn đấy. Ủa sao tự nhiên giờ bây giờ mấy nhà bà gọi là đi vô trong đây đớp vậy? Đi ra cho lên, đi ra cho lên, đi ra, đi ra. Ây da, trời ơi đụng đầu cái búi ơi, có chân. Này thì dám trốn hả, người ta đánh là người ta đánh một cái thôi. Bây giờ mày về sao? Đi rồi.
Đi về, đi về Sam ơi, đi về Sam ơi. Ngồi ngồi xuống đi em, dạ, mời ngồi. Em mời Sam, mời Sam. Ok các bạn ơi, bây giờ là chúng ta đã gọi là kéo Sammy về đây được rồi nè. Bình thường chị sẽ nhẹ nhàng như bị cái tội. Cái tội chạy trốn. Đúng. Các bạn thấy không, bình thường cái này phải mạnh nha. Ê, cái này không có chị em gì nữa nha, phải chơi luôn. Không có chị em nào hết. Hay cha. Wow. Để em. Không có chị em tình nghĩa gì nữa đây đó. Ê. Được vậy đâu, đây để chị giữ đó, để chị giữ. Trời ơi, bao nhiêu người bắn ra chứ vậy. Trời ơi, thằng chết rồi mọi người. Tôi là A mong ú đây. Ông ơi, ông có xem clip này chém lại lo cho tôi nha. Ủa cái gì thằng kia là sao? Joke's over, you're dead. Phong cần một clip này. Chết rồi các bạn ơi. Có khi nào Phong cần một coi được cái video này. Phong ơi. Ê, ơi. Phong các bạn ơi. Béo Phong cần. Bây giờ là Phong đang gọi là sao ta, Phong đang gọi là không có nhà. Phong đang gọi là đi đâu đó rồi. Nên là mình mới có thể đánh được, các bạn hiểu không? Thôi ok, nói chung là hôm nay là chúng ta đã gọi là thực hiện được rất là nhiều những cái thử thách trong video này các bạn ơi. Mình chỉ nghĩ đây là một video bắt cua đơn thuần thôi, nhưng mà nó có nhiều khoảnh khắc quá. Ok mọi người ơi, thì có lẽ là video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn cũng đừng quên like vào cái chuông để kênh cập nhật những video mới từ kênh của mình. Và đừng quên ủng hộ cho video này đạt được 10.000 like luôn nha mọi người. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký để mình đạt được 2 triệu subscriber nha. Còn bây giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Peace. Bye. Mình nhớ mua nước nha. Nó khát nước quá. Khát nước quá.